Đang test bô anh em. Bô này là bô móc nhá. Bô móc từ bô zin luôn, không phải là bô độ đâu. Hôm nay sẽ review cho anh em chiếc Honda CVR650R lên cái hệ thống phanh. Thì anh em biết là phanh zin của nó, nít zin đã rất là có ngon rồi, nhưng mà rất là nhiều các bạn ở trong Sài Gòn, ở Hà Nội, CB, các bạn lên heo Brembo. Thì đây chủ xe sử dụng cái phương án mà không phải độ chế cháo gì cả. Con này là con Brembo BMW S1000RR tháo xe. Đấy, anh em nhìn thấy không? Với những anh em mà đã có sử dụng con BMW S1000RR rồi thì anh em sẽ không còn ưa thích con P4Pit nhỏ này nữa, mà anh em sẽ lên con là con gì? Con M50, con M50 Stileman, rồi là Niken, rồi các thứ. Thì anh em sẽ thừa ra những cái con này. Thì con này là, đây, các bạn thấy không? Heo sau logo đỏ, Kenpass CNC, heo quay lên. Hôm nay sẽ review cho anh em con xe này nhá. Kính này, kính này là kính xoay được nha các bạn nhá. Này, kính của Thái là có xoay được, còn kính của Trung Quốc bản rẻ là không xoay được như này. Đấy, cách phân biệt rất đơn giản luôn. Đấy,